Hey, chào mừng mọi người đã trở lại với Vitomi cùng các clip hướng dẫn thủ thuật sử dụng đàn hồ gan một cách hiệu quả. Hôm nay Vitomi nhận được một cái câu hỏi rất là hay của các bạn trên YouTube. Thì các bạn hỏi là đối với những cái dòng đàn đời E này, như mình đang sở hữu là cái E423, thì thường thường sẽ xảy ra một cái hiện tượng đó là hợp âm nó bị mất đi, bấm không được. Tức là đáng nhẽ ra thì khi mình nhấn nút ICMP lên, đấy, nhấn lên thì ở đây đáng lẽ phải bấm được hợp âm, nhưng mà bây giờ không bấm được, hoặc là chỉ bấm được ở đâu đó ở dưới phía dưới này đó, ví dụ như ở đây là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là tiếng trong quá trình bấm, cái tiếng của cái tay trái này nó vang lên luôn, trong lúc đến hợp âm thì nghe rất là kỳ, rất là chướng tai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục cả hai cái hiện tượng này một lúc luôn. Là thứ nhất, mọi người bấm function cho mình. Này, function đây. Đó. Thì ở trong function này nó có rất là nhiều mục. Thì mình sẽ dùng cái nút category này mình thay đổi đây. Đó. Thì mình thay đổi đến khi nào mà bạn phát hiện ra thấy một cái chữ này. Đây. Chữ này gọi là split point. Đó là chữ viết tắt thôi. Split point là cái khoảng chia phím, cái điểm chia phím. Thì bây giờ cái điểm chia của mình nó đang ở số 36, và trên màn hình mình có thể thấy là ở nút đồ này đó, cái nút ngay chỗ này này đó, cho nên mình chỉ đánh được hợp âm đồ trưởng thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh nó lại, mặc định của tất cả các đàn Yamaha là nó nằm ở số 54. Đây, mình sẽ quay lên, mình dùng bánh xe mình quay lên, hoặc là dùng dấu cộng mình bấm lên, mình bấm dấu cộng này lên, mình cộng lên tới số 54. 54 là nó ngay chỗ nút pha thăng đó các bạn. Đó. Nó ngay chỗ nút pha thăng 2 á. Đó. Đó thì lúc đó khi là mình sẽ đánh hợp âm đúng chính xác. Các bạn không cần lưu gì cả, chỉ cần chỉnh tới đây rồi xong đó mình thoát ra ngoài thôi. Mình thể chọn những cái khác mình chơi. Thì đây. Mình sẽ test lại liền nha. Các bạn nhớ là khi mà đánh thì nút hợp âm phải bật sáng. Đó. Trong màn hình mình sẽ thấy cái chữ ACMP này nó on lên. Đó. Và cái nút hợp âm là cái nút này. Nút chấm hợp âm là nút này, đây nút này chứ, đây nút này đó, ICMP này, nút này phải bấm lên thì nó sáng, nó báo lên trên mặt đàn của mình đó, đó, đó. Rồi mình phải nhấn nút này lên đó. Vậy là cái phần chia phím mình đã giải quyết được để bấm được hợp âm cho các bạn rồi. Cái phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt luôn cái tiếng ở phía bên hợp âm đi. Đó, bạn có thể thấy là bây giờ đang bấm hợp âm mà nó vẫn có cái tiếng bên tay trái rất là kỳ. Thì bạn tìm cái nút này cho mình, là nút split. Các bạn nhấn nút split đi, nhấn một cái. À, khi bạn nhấn nút split một cái này nó sẽ kết thúc, nó không có kêu cái tiếng đó nữa. À, bạn nhấn lại đi, thì nó sẽ phát lại này. Đó, thấy không? À, như này mình sẽ tắt cái nút split này đây, nút split này. Nút split đang on trên màn hình này đó. Mình bấm on lên thì chắc chắn nó sẽ kêu luôn cái tiếng ở bên tay trái, cho nên mình tắt cái nút này đây đó. Nhớ nha các bạn, tắt cái nút split đây, nút này, nút split này, tắt nút đó đi thì sẽ giải quyết được cả hai cái bệnh mà rất là phổ biến trên dòng E. Thì cái lỗi này cũng rất là nhiều anh em hỏi mình mà mình chưa có cây đàn để mà hướng dẫn mọi người. Thì tình cờ hôm nay có sẵn một cây đàn E423 ở đây thì mình hướng dẫn cho mọi người luôn. À, các bạn nhớ nha, nhấn function, nhắc lại nha, nhấn function này để cho nó hiện ra, mình mới biết nhấn function xong. Mình bấm cái category này cho nó làm sao đó để nó hiện lại cái chữ đó cho mình. Nhớ cái chữ split point nhé bạn. Split point. Đây. Thì lúc đó cái số chỗ này nó sẽ thay đổi thành 30 mấy đó, hay là số lớn lắm. Nếu mà số càng lớn thì toàn bộ bàn phím của bạn sẽ đánh hợp âm hết. Đó, bạn đánh ở trên này nó vẫn là hợp âm. Đó, nó vẫn là hợp âm đây, đánh đây cũng là hợp âm. Thì vậy là không đúng, mình chỉnh về số 54. Đó, số này là số mặc định của hãng. Rồi, cứ chỉnh như vậy thôi là xong rồi. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Xin chào mọi người, rồi, hẹn gặp mọi người trong những cái video clip tiếp theo của Vitomi. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa, và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.
Thank you.